Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì hôm nay là mùng 1 Tết, Bùi Hải chúc cho toàn thể ông bà cô chú anh chị được phát tài phát lộc, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc luôn tất cả các kênh YouTube khán giả trên kênh các kênh YouTube ở mộ cậu năm luôn nha cô chú anh chị, không phải liên biệt gì kênh của Bùi Hải không nha. Bùi Hải chúc chung cho toàn thể ông bà cô chú trên kênh của các anh em YouTube ở mộ cậu năm, mọi người thân mình chắc ở đây ha. Dạ, em chào anh. Mộ của má nằm bên đây. À, kế bên đây luôn. Chắc là bê cách hai lóc. À, hai lóc. Bê hai. Là anh xuống đây bước theo anh kia qua lúc như anh nói sớm rồi, mà giờ anh tới. Dạ. Ở nay mùng 1 không có nắng, ở nhà cũng nắng quá chừng ta. Mùng 1 thì cũng ngày nhưng mà em để cô ở đây cũng còn mấy cái dù nè. Cái thời tiết phù hợp cho người dân người ta đi chơi thấy không? À, có mấy chú với cô vô nữa kìa, quá chừng luôn nè. Dạ, chào chú. Rồi, happy new year mấy anh. Năm mới phát tài nha anh. Chúc em phát tài vạn sự như ý. Dạ, chúc anh vạn sự như ý nha. Happy new year. Dạ. Em chào cô chú anh chị ạ. Năm mới phát tài. Bên kia mã trồng sò lắm. Bên châu trồng sò lắm. Anh xa. Ở bên này khán giả quá trời đông luôn, ở ngoài cổng vô nữa kìa. À, chào cô, năm mới phát tài nha cô. Trời ơi, dễ thương quá. Chúc con học giỏi nha. Vô đốt nhang cho ông Năm đi, ông Năm phù hộ con học giỏi. Nặng quá. Đốt nhang cho ông Năm đi, ông Năm phù hộ con học giỏi. Trời ơi, dễ thương quá. Chị. Chúc ông Năm ăn Tết vui vẻ. Trời ơi. Dễ thương quá. Ở trường phỏng tay nha con. Đó, coi còn là chị Thái kìa. Dễ thương quá. Thì sao xe vô đây nè, đứng con vô đây nha, con dán ông Năm đi cho ông Năm phù hộ cho con học giỏi mau lớn. Dán ông Năm sao? Dán ông Năm yên nghỉ nơi suối vàng. Không? Mấy tuổi rồi cô? Con mấy tuổi? 5 tuổi rồi, rồi dễ thương không? Con tên gì? Nguyễn Ngọc Hoàng Quanh. Hoàng Quanh, ôi ôi Hoàng Quanh là con chim hót hay lắm á. Giống tên nghệ sĩ ra. Hoàng Quanh đó. Hoàng Quanh Yến Quanh rồi đó. Gì hả? Thiệt mà. Ông Năm đẹp không? Bác thằng Năm đẹp không? Ông Năm đẹp trai, ông Năm đẹp lão. Ông Năm đẹp lão. Ông Năm đẹp lão. Ở nhà chắc cũng hay coi hả cô? Coi. Dạ. Hôm nay mình đi viếng mộ mẹ đó không? Mộ bà tên Y8 với Y3 tận. Dạ. À, thì bà lại quay bé gái, gái dễ thương quá. Con 5 tuổi, con tuổi con gì con? Con tuổi. Dễ thương quá.
Vậy là cái này là cháu ngoại mình hả cô? Cháu nội. Cháu nội. 5 tuổi con tuổi con chó. Ủa, vậy là con chó hả? À, nãy mới hỏi vé cháu mới nói đó. Ôi, con chó dễ thương. Con chó luôn. Rồi bye bye, chào ông Năm với chào mấy cô. Dạ, con chào cô, năm mới phát tài nha cô. Rồi, chúc mừng năm mới. Dạ, năm mới phát tài nha chị. Rồi, bé gái dễ thương quá. Dạ, dạ. Rồi, bye bye luôn ca, trời ơi. Dễ thương quá chừng. Sáng mùng 1 hả, cũng đông bà con cô bác đến viếng ha. Mày nói trời, mùng 1 mà ông nội ông đậu đó trên đầu người ta vậy. Còn đến đâu quên ông luôn rồi. Một đậu đây chị dâu ông kẹ. Rồi con gái về học giỏi ngoan nha. Dạ, dạ cho chú nghe chú. Dạ, dễ thương quá. Chào chú, sao phân ta lại chào chú. Dạ. Chúc chú năm mới phát tài. Chú năm mới. Trời ơi, dễ thương quá, trời dễ thương con gái ơi. Tuổi con bé Hoàng Lam, bé đã đọc kinh đồ hay. Bé Tường Lam. Tường Lam, ờ, dạ. Đọc kinh đồ hay, nó giỏi dạ. Chắc cũng có căng hả cô. Dễ thương quá, con gái dễ thương. Trời ơi, trời. Sáng làm gì bản quyền bản bộng tán lạng vậy, nấu vậy. Ờ, ta đang quay, bỗng mở nhạc xuân lên, chịu nổi không? Bữa nay gì sớm mà. Thấy ai có tiền thì người ta có sưng. Còn mình không có tiền mình áo một. Sáng người ta có lọc à. Anh em mình chưa có lọc đúng không? Chưa. Buồn lắm hả? Không có chút mình có. Không có lọc thì chừng đi về sớm á. Sao biết chút mình có? Thì giờ tới chiều rồi anh em mình ta cũng cho à. Ta cũng lên ta tặng lọc. Ủa, anh em. Vậy em đưa đây em cầm hai cái đinh xếp lại. Sáng một cậu cũng đông nữa cô chú anh chị. Dạ, buổi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của buổi Hải Vlog ha. Cũng như ông bà cô chú anh chị, buổi Hải chúc cho toàn thể ông bà cô chú anh chị năm mới phát tài. À, vạn sự như ký, an khang thịnh vượng, được nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc nha cô chú anh chị. Và Bùi Hải nha cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog ạ. À.